Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những kinh nghiệm về cách ngâm ủ những hạt giống cây chanh trắng lấy mầm hiệu quả nhất các bạn nha. Khi chúng tôi định hướng ươm trồng những luống hạt giống cây chanh trắng và tôi đã đi mua trọ những hạt giống cây chanh trắng đẹp về ngâm ủ nảy mầm. Tôi đã ngâm vào nước chừng 1 giờ 30 phút, giờ đồng hồ. Sau đó tôi vớt ra tráng sạch nước chua và cho vào túi và mọc để ráo nước và tôi ủ trong vài ngày. Tôi sắt nước mỗi ngày một lần cho hạt giống ẩm lấy mầm nhanh nhất. Và tôi đã ngâm ủ lấy mầm rất hiệu quả